Tại thành phố Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa vừa tổ chức dâng hương tưởng niệm tri ân 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền đảo Đá Gạc Ma thuộc cụm đảo sinh tồn quần đảo Trường Sa của Việt Nam xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trong không khí trang nghiêm, các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã thành kính dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma xảy ra cách đây 34 năm. Trong sự kiện này, những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu trên đảo Đá Gạc Ma thuộc cụm đảo sinh tồn quần đảo Trường Sa để bảo vệ biên giới biển đảo Tổ quốc. Các anh đã tạo nên vòng tròn bất tử.